Chuyển sang một thông tin khác, trong lúc thi công nhà ở thì bất ngờ sàn nhà đổ sập xuống, người đàn ông bị vùi lấp trong đống sình lầy. Khoảng 11 giờ trưa ngày 12 tháng 12, lực lượng chức năng đã đưa người đàn ông bị mắc kẹt trong vụ sập sàn nhà ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ra ngoài, nhưng người này đã tử vong. Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 phút tại căn nhà trong hẻm 190 đường Nguyễn Xiển, phường Trưng Thạnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Người dân bất ngờ nghe tiếng động mạnh, khói bụi mù mịt. Có hai người từ căn nhà trên chạy ra ngoài. Một số người thợ cho biết sàn nhà đổ sập khi họ đang thi công sửa chữa căn nhà. Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ khoảng 20 người đến hiện trường dùng máy khoan, bơm kích thủy lực nâng các khối bê tông tìm kiếm. Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã đưa người đàn ông bị mắc kẹt trong vụ sập sàn nhà tại hẻm 190 đường Nguyễn Xiển, phường Trưng Thạnh, thành phố Thủ Đức ra ngoài. Nạn nhân được xác định là một người đàn ông khoảng 41 tuổi, ngụ ở thành phố Thủ Đức và đã tử vong. Theo người dân xung quanh hiện trường, ngôi nhà bị lún nền, nghiêng gác, chủ nhà thuê thợ đến gia cố lại gác lửng. Ngôi nhà nằm ngay cạnh rạch nước, nền đất yếu, tốc thợ đã thi công được khoảng một tháng trước khi xảy ra tai nạn.